Xin chào anh em, mình là Hưng, chuyên review đồng hồ chính hãng. Hôm nay thì trong video này mình sẽ lên tay cho anh em một mẫu đồng hồ của thương hiệu Longines. Và chiếc Longines này thì nó sẽ là thuộc bộ sưu tập là Record. Và với bộ sưu tập Record thì đây là một bộ sưu tập mà mới ra mắt gần đây của Longines. Và bộ sưu tập này thì nó sẽ có những cái thiết kế khá là mỏng và rất là thanh lịch và trẻ trung cho anh em đam mê những chiếc đồng hồ của Longines. Đó. Ở đây thì mình đang có sẵn một chiếc Longines mặt trắng. Và ở đây sẽ là full phụ kiện của chiếc này. Chúng ta sẽ có là một cái box hình màu trắng sữa ở đây. Kèm với đó thì chúng ta sẽ có thêm là một cái quyển sổ hướng dẫn từng chi tiết cách hướng dẫn sử dụng của những chiếc đồng hồ Longines. Đó. Rất là nhiều chi tiết và rất là nhiều ngôn ngữ anh em có thể đọc qua cái quyển sổ này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có thêm là hai cái thẻ đi kèm với chiếc này. Ở đây thì chúng ta sẽ có là một cái thẻ bảo hiểm toàn cầu. Và cái thẻ này sẽ là thẻ COSC. Với cái thẻ COSC này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ có cái độ sai số chỉ khoảng rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 giây một ngày thôi. Đó. Và đây là một cái độ sai số khá là cao và rất là tốt cho anh em. Thường thường thì một chiếc đồng hồ nó sẽ rơi có cái độ sai số khoảng tầm 8 đến 10 giây một ngày. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm của chúng ta ở đây. Chiếc Longines này nó sẽ có là cái size sẽ là size 38.5mm và màu chủ đạo của chiếc này sẽ là màu trắng. Đi kèm với đó thì phần niềng sẽ được bọc vàng lá, bọc vàng 18K anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ quay qua một lượt cho anh em xem về cái chiếc Longines này. Đó, rất là đẹp. Bây giờ thì ở đây chúng ta sẽ có thêm phần tag của chiếc này đi kèm. Cái tag phần chiếc này thì chúng ta sẽ có là mã của chiếc này. Là anh em có thể search từ cái mã này qua lên Google thì chúng ta có thể tra ra được tất cả các thông tin cơ bản nhất của cái chiếc Longines này. Bây giờ thì mình sẽ nói rõ hơn chiếc này cho anh em. Thì với chiếc này thì mình vừa bảo sẽ có là size mặt là size 38.5mm. Thì với cái size mặt như thế này thì chúng ta sẽ chỉ cần một cái cổ tay khoảng tầm 15.5cm đổ lên thôi là đeo rất là vừa vặn và rất là đẹp rồi. Chiếc này thì có tông màu chủ đạo sẽ là mặt màu trắng. Thì chúng ta có thể nhìn cái vành ngoài cùng là vành AutoVi ngoài cùng đây. Chúng ta sẽ có các ô hình chữ nhật được xếp liên tiếp nhau. Đây sẽ là cái phần giúp cho chúng ta biết là mình đang ở phút thứ bao nhiêu. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là các cọc số của chúng ta. Ở đây thì chúng ta sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cọc số giờ lẻ thì sẽ được đánh bằng cọc vạch và được làm nổi trên mặt đồng hồ này. Còn các số còn lại sẽ là cọc số hình số trò ở đây và được in mực màu đen đó trên cái nền mặt màu trắng. Mặt đeo của chúng ta thì nó sẽ là một cái mặt trải tia sunburst. Thì với cái mặt trải tia sunburst này thì anh em có thể đi ra ngoài nắng và ngoài nơi có ánh sáng chiếu vào thì cái mặt trải tia nó sẽ rất nổi bật, rất là đẹp. Phần kim của chúng ta thì nó sẽ là một bộ kim hình kiếm mà được làm nhọn ở cái phần đầu. Đó, rất là thanh mảnh và rất là đẹp. Bộ kim này thì nó sẽ được mạ vàng anh em nhá. Đó, giống như là phần bộ kim cọc của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có là dòng chữ thương hiệu Longines ở trên góc 12 giờ. Ngay dưới đấy thì chúng ta sẽ có thêm là logo thương hiệu của chúng ta ở đây. Là hình đua cánh kèm với đó là cái hình logo đồng hồ cát. Ở dưới góc 6 giờ này thì chúng ta sẽ có là dòng chữ automatic và chronometer. Đó. Ở góc 3 giờ thì chúng ta sẽ có là bộ ô lịch ngày của chúng ta ở đây. Đó, rất là đẹp. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với phần niềng của chúng ta. Phần niềng là như anh em có thể thấy, nó sẽ là một cái niềng rời. Và niềng rời này thì nó sẽ là làm bằng thép không gỉ nhưng mà được bọc vàng bằng 18K anh em nhá. Và cái lớp vàng bọc này thì nó sẽ rất là dày, là GC200, tức là anh em có thể biết là Gold Cap 200, là 200 micron, rất là dày anh em nhé. Đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có phần núm. Núm của chúng ta thì nó sẽ là một cái núm rút. Và trên cái núm này thì nó sẽ có chuyện tên thương hiệu Longines đây. Núm này của chúng ta sẽ là một cái núm mạ thôi. Và xung quanh cái núm này thì nó có những cái răng cưa giúp cho chúng ta quay kim chỉnh dễ dàng hơn. Với cái núm rút này thì nó sẽ có hai nấc chỉnh thôi. Nấc ngoài cùng này anh em rút kịch ra thì nó sẽ chỉnh quay kim này. Đó. Và cái độ quay kim này rất là mượt mà. Còn một nấc ở giữa nấc này thì anh em rút nhẹ ra thôi để bắt đầu là chỉnh cái bộ lịch này của chúng ta. Đây,
mình đang chỉnh đây, và cái bộ lịch này nó di chuyển rất là mượt mà, rất là đẹp. Anh em nó kịch lún vào thì có thể là có lên cót cho bộ dây như thế này đó. Phần thân của chúng ta thì phần hai phần bên sườn này thì nó sẽ đánh phay sức ngang, còn về phần mặt trước, phần vát trước này thì nó đánh phay bóng anh em nhá, rất là đẹp. Và độ mỏng của chiếc này thì nó rất là ok thôi, thì lên tay cho anh em thì nó rất là ôm tay đó. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với bộ dây của chúng ta. Bộ dây này thì nó sẽ là một bộ dây da cá sấu và nó sẽ có một cái màu là màu nâu đen. Màu nâu đen này thì rất đi rất là hợp với cái mặt trắng và niềng màu vàng đây đó, cực kỳ hợp. Kèm với đó thì chúng ta sẽ có thêm là một phần khóa, khóa này thì sẽ là khóa bấm dấu dây anh em nhé, khóa bấm dấu dây và giúp cho bộ dây của chúng ta không bị gãy gập khi sử dụng đó. Cái khóa này thì mình đang để chi đang vẫn còn cái lớp siêu dán này ở đây nên rất là khó lấy, nên là mình sẽ bỏ qua cái phần này luôn. Đây sẽ là mặt dưới của cái bộ dây của chúng ta đó, rất là quen thuộc. Nếu như anh em nào mà quan tâm đến từng sản phẩm của Longines thì nó sẽ có một phần lót màu cam cao như thế này. Tiếp đến thì chúng ta sẽ đến với phần đáy của chúng ta này. Phần đáy này thì nó sẽ là một cái đáy hở thì giúp cho chúng ta quan sát được vào bên trong cái bộ máy này. Kèm với đó thì dưới mặt đáy sẽ có một số thông tin như là tên của bộ sưu tập là Record ở đây, số series của chiếc này, kèm với đó là logo. Và độ chịu đựng của chúng ta sẽ có 33, tức là 30m. Với độ chịu đựng 30m này thì giúp cho chúng ta chỉ có thể là rửa tay nhẹ nhàng thôi, tránh vào nước nhiều nhất có thể anh em nhé, và không đi mưa hay là tắm anh em nhé. Phần đuôi của chúng ta thì phần đáy này thì nó sẽ có thêm là cái, anh em có thể thấy cái củ văng của chúng ta ở đây, nó được tạo vàng anh em nhé, đó rất là đẹp. Và anh em có thể quan sát được từng chi tiết của cái bộ máy này đó, và được anh em có thể quan sát là cái bộ máy này hoạt động rất là chân chu. Bộ máy này thì nó sẽ sử dụng là bộ máy L888.4. Thì với bộ máy L888.4 này thì nó sẽ có là 21 chân kính, 25.200 tần số dao động. Và bộ máy này thì nó sẽ đã nâng cái độ chức cóc của chiếc này lên là 60 giờ anh em nhé. Đó, rất là đẹp. Và đây sẽ là một chiếc new 100% đầy đủ hộp sổ thẻ bóc anh em nhé. Thì mình đang có một cái giá sàn siêu cực kỳ yêu cho anh em, chỉ là 56 triệu thôi. Nếu như anh em quan tâm đến cái sản phẩm này thì có thể để lại mọi tin nhắn hoặc là cô điện thoại theo cái số hotline 0328 497 394, thì để mình có thể trực tiếp tư vấn thêm cho anh em về cái mẫu Longines như này. Và chiếc này thì nó có size 38mm, 38.5mm thì rất là phù hợp với những cổ tay của đại đa số anh em Việt Nam. Nó rất là dễ đeo thôi. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.